Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bằng thầu sang mà lần này tâm đời ban châu ngập lưng
À, đang làm nhà mới đại hạn cho nhà bạn sinh đây. Có chứ, làm đấy. Thì lúc 7 giờ đó. Bây giờ à, hôm nay đi làm à? Ừ. Hôm nay không đi làm. Hôm nay thứ bảy mà em. Hôm thứ bảy. Hôm nay thứ bảy mà. Này em. Từ cha ngủ rồi thì bà đó đang ngủ còn gọi em. Này lấy này đẹp chưa? Sinh đang sắp lễ ở trong phòng. Ừ, nhà đẹp lắm. Anh đang bán nhà thì cũng mua một căn lên đây ở này, nó gọn gàng sạch sẽ. Ừ. Tốt sao cái này không có con? Có đấy, 5 con ngựa đấy. 5 con nàng hầu đủ ngang đến mẹ. 6 con ngựa đấy. Thế thì thừa một con ngựa rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con ngựa. Và túi ngựa. Bà ấy bảo là thiếu một con nàng hầu. À, con ngựa thử công không cần. Hả? Con ngựa thử công không cần. Thế à? Ừ. Ngựa thử công cần, chỉ có ngựa đại hạn như vậy thôi. Đợi nó mới. Cảm đám này đám hay là ngày mai đi một đám là nghỉ Tết rồi. Thì kia là mình đi khám bệnh luôn. Dạ. Nắm cái này làm hết đại hoàng đó. Nắm phải à bà? Hả? Nắm cái bác à? Không, bà bác sẽ xếp con nữa rồi. Bà sẽ xếp bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bát mình lén được bằng mặt. Đi lên bát kiểu mỗi bát mình lén. Mình sợ nhiều cái khói nó lại lên nó lại bóc. Nơi nhân mỹ quan như người đông mà bán hết hàng người thương 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 thương. Đấy, đừng coi cái đặt mà. Đấy, xem mãi rồi mà. Đặt nó đẹp rồi. Khéo lắm mà, biết mua đắng mà. Mình đặt ở nhiều chỗ. Đấy, đặt nhiều chỗ. Không cần nhiều đâu mà, nó không cần nhiều đâu mà. Không cần nhiều đấy, có cái này là chúng nó mới trao bằng vay hết vào mà không. Vâng ạ, ý là cái đấy nó vừa vừa đấy. Cầu phá đi cặp thử lòng ngựa mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con đặt ra trên gạo lên, đặt lên bàn thấp. Dạ vâng, gạo không ạ anh? Gạo không ấy, xong là lấy ít tiền vàng lên. Xong đặt 40.000 lên trên đấy, cái đấy là làm cho gia đình đấy. Dạ vâng. Tổ đi đồng tiết thứ đầy hữu này. Tí ai là tí tử tình qua tí hữu đầy hữu kèm em là tân cậu ơi, là tân cậu gần à từ tân qua thì lòng ta vẫn còn nhau thế lòng tôi thế ao ước.
cái hương làng mà nó làm bằng máy nhé, khói mù mịt luôn. Cái dây nhìn đẹp thật đấy nhưng mà nó không phải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chấn thương đó nhỉ. Ừ.
mình cho ngò mình chăm nhìn lâu hết hết được được bao pháp vào. Ừ, mình cần hợp pháp có thể nhiều cũng nè cái nhà cá đó nè thế là không cần nữa mình nè không cần một cần mình hợp pháp nó chịu hút gas à rồi gas chịu hút gas đó mình nhìn đâu đi lồng xong chiều à nó sẽ luôn luôn nè còn mình đi đi hồi mà hồi mà mình nhìn là mà trên máy á mình hỏi chắc hả mình hồi mình hồi mình hồi mình hồi mình hồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.